Xin chào các bạn thân mến. Như các bạn đã biết thì HTC One 18 là một siêu phẩm từ hơn một năm trước. Sự ra mắt của One 18 đã làm thay đổi cách nhìn của dân công nghệ về kiểu dáng thiết kế cong và nguyên khối. Tưởng chừng như là đã bị đi vào quên lãng sau một khoảng thời gian dài, thì đến ngày hôm nay, HTC bất ngờ tung ra thị trường phiên bản mở rộng của One 18, đó là HTC One 18i. Và trên tay mình lúc này chính là HTC One 18i màu vàng hồng, có giá là 8.600.000. Đặc biệt hơn là khi mua máy tại Hoàng Hà Mobile ngay bây giờ thì bạn sẽ được giảm thêm 300.000 nữa nhé. Và trên tay mình chính là hộp của One 18i. Chúng ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm. Và bên dưới này là một vài những thông tin cơ bản. Mình sẽ mở hộp ra ngay. Đầu tiên là mình có máy này. Màu rất là đẹp. Phía bên dưới chúng ta có một chiếc ốp lưng màu xám rất sang trọng. Sách hướng dẫn sử dụng và đính kèm với nó là que chọc sim. Một tai nghe đi kèm với hai đôi nút tai nữa có kích thước khác nhau. Cáp micro USB. Và cuối cùng là một củ sạc 5V 1.5A của HTC. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đầu tiên khi mà cầm máy mình có cảm thấy là máy rất đầm tay, thiết kế kim loại nguyên khối. Các góc của máy được bo cong mạnh mẽ, mình thấy nó nhỏ gọn, nằm hoàn toàn vừa vặn trong lòng bàn tay của mình. Máy lưng cong và hơi sần này giúp cho mình cầm nắm được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Máy không bám vân tay và có khả năng chống sức khá tốt. Tuy nhiên thì vì máy lưng cong như thế này cho nên cái khả năng gây sứt lưng của máy khi mà đặt máy xuống thì nó vẫn có nhá. Chính vì thế cho nên bạn hãy sử dụng máy cẩn thận. Ở mặt đằng trước chúng ta sẽ có một camera 5 megapixel, cảm biến bên trên và phía bên dưới này là loa boom sao và có một logo của HTC ở đây, khá tốn diện tích. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có một khe. Và đây là khe cắm thẻ nhớ microSD nhé. Và nút tăng giảm âm lượng. Còn đối với bên cạnh trái chúng ta cũng còn một khe nữa. Đây là khe cắm SIM và kích cỡ của nó là nano SIM. Phía bên trên chúng ta có nút nguồn. Bên dưới là xuất cắm tai nghe 3.5mm và cổng microSD. Ở mặt lưng chúng ta sẽ có một cụm camera kép. Phía camera chính bên dưới này của nó là 13 megapixel. Đèn flash kép bên cạnh. Và cuối cùng là logo của HTC. Trên máy của chúng ta sở hữu một màn hình với kích thước 5 inch và độ phân giải Full HD 1080px, tấm nền LCD. Nó cho ra màu sắc rất tốt, độ sáng cao và góc nhìn rộng nữa. Hiện nay máy đang chạy hệ điều hành Android 5.0.2 và giao diện của nó là HTC Sense 6.0, bộ nhớ trong 16GB. Và cũng may là máy còn hỗ trợ thẻ nhớ tối đa lên đến 128GB. HTC One 18i sử dụng con chip Snapdragon 801 với dung nhịp là 2.3GHz. GPU Adreno 330 và RAM 2GB. Với cấu hình như vậy thì mình cảm nhận được là máy sẽ đem lại một cái hiệu năng rất mạnh mẽ đấy. Ở clip sau thì mình sẽ đi vào đánh giá chuyên sâu và mình xin được kết thúc bài mở hộp chiếc điện thoại HTC One 18i ở đây. Nếu thấy bổ ích thì hãy like và subscribe ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.